Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow & Beauty. Thì livestream hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chị khách hàng đã qua DK làm vừa thực hiện xong cặp là hair chop và bông mày. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với chị một chút nhé. Thế là chị ạ, chị ơi, chị có thể gửi một lời chào và giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn đang xem livestream được biết được không ạ? Chào tất cả khách hàng của DK, mình là Nguyễn Thị Dung, mình đến từ Hà Nội. Thế vâng ạ, thì lý do gì mà chị Dung lại biết đến thương hiệu DK ở bên em thế ạ? Thật ra thì chị cũng tìm hiểu một số nơi để làm chân mày rồi, nhưng mà qua fanpage của tất cả Facebook ấy, vâng ạ, thì chị và chồng chị cũng tham khảo và chị thấy ở cây thì mọi người làm rất là đẹp, nên là chị có hỏi qua fanpage và mọi người bảo là được chị chủ làm, nên là chị cũng yên tâm đến xem thử như thế nào. Dạ vâng ạ, có nghĩa là cái điểm nhấn mà chị quyết định gửi tắm cặp lông mày tại DK là cái chi tiết là chính tay chị chủ bên em làm đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thì qua những gì mà chị tìm hiểu ở trên fanpage ạ, và khi chị thực tế trải nghiệm cái dịch vụ hair chop lông mày tại đây thì chị cảm thấy là chị có hài lòng không, và chị có thể chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình trong quá trình làm mày được không ạ? Thật ra đến đây thì đúng là như các bạn nói là được chị chủ chính tay là tư vấn với cả xem qua đây là và được chị chủ làm nữa, nên là chị thấy rất là hài lòng. Vâng ạ. Chị có yên tâm về trước và sau khi làm không? Chị hài lòng lắm, chị đang thấy rất hài lòng với cặp lông mày đang hiện tại. Vâng, thì trong cái quá trình làm mày mình có cảm thấy đau rát hay khó chịu không? Bởi vì chị em đi làm đẹp thì lỗi lo lớn nhất là sợ đau. Đúng rồi, chị cũng sợ đau lắm, nhưng mà bạn ấy làm thì chị chỉ hơi thấy tê tê thôi, không phải có vấn đề gì cả. Vâng, có nghĩa là nó sẽ hơi rát một chút đúng không ạ? Nhưng tại vì mình đã được phủ tê rồi cho nên là nó chỉ gọi là xét lát nhẹ một chút, hoàn toàn trong mức chịu đựng của mình đúng không chị? Đúng rồi. Vâng, mà hơn nữa là rất là nhanh thì mình đã có cặp mày rất là vừa ý của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Thì em mời ông quý sẽ zoom cận một chút vào cặp mày của chị Dung nhé. Đây là cặp mày của chị Dung khi vừa thực hiện xong. Thì chúng ta có thể thấy là mặc dù vừa thực hiện hair chop nhưng mà lông mày của chị Dung thì không hề có dấu hiệu bị tổn thương này, vùng da không hề bị tổn thương hay sưng tấy hay đỏ rát gì cả. Và phần đuôi lông mày của chị thì có hơi hụt một chút, nên Master đã Vương đã đan xen cho chị những cái sợi hair chop vào thêm phần đuôi để trông cặp lông mày cho thanh mảnh, nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, phù hợp với khuôn mặt của chị hơn. Và như chị cũng chia sẻ là chị rất là hài lòng với cặp mày rồi. Và nếu mà bất cứ bạn nào mà có vấn đề gì về mày môn lý thì hãy hoàn toàn yên tâm và có thể tham khảo DK là một địa chỉ rất là uy tín, bởi vì 100% lông mày tại DK là chính tay em chị chủ là Master Vương thực hiện nhá. Chị Dung ơi, thì chị có một lời nhắn nhủ gì đối với các bạn đang xem livestream ngày hôm nay không ạ? Nếu mà các bạn vẫn còn băn khoăn là chưa biết nơi nào để các bạn làm lông mày thì các bạn hãy thử đến DK nhé. Dạ vâng, có thể tham khảo DK là một địa chỉ rất là tin tưởng đúng không ạ? Vâng, thì em cảm ơn những chia sẻ của chị Dung nhé. Thì các bạn đang xem livestream ngày hôm nay thì cũng có bất cứ vấn đề gì về mày môi lý hay là cần được tư vấn hay còn băn khoăn gì thì hãy inbox cho fanpage để được tư vấn cũng như hỗ trợ nhanh nhất từ chuyên gia của DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.